Dạ con xin thân kính chào với cô chú anh chị các bạn, cũng mời cô chú như bạn như luôn à, tôi quý tạng nhà lớn nha với hồi và tôi quý là tôi quý thường bông là nó năm cánh chuẩn luôn. Rồi, đã mất thời gian mình vô clip cho cô chú mình xem ha. Cái này là giá cho luôn cái lớn nha, đi dòng đế thì còn mình đi qua vô pho trước. Tàn tròn đều hết trơn, còn do nghe coi chứ mà chưa clip mất thời gian coi chú mình chờ đợi nha. Có một phôi giấy luôn rồi, chào chị Phương ơi. Dạ chào anh Linh. Dạ. Chào cô chú anh chị ạ. À. Dạ hôm nay em có một tứ quý tàn và một phôi giấy và 7 phôi tứ quý để giao lưu cùng các cô chú anh chị. Ủa 9 phôi tứ quý chứ, để giao lưu cùng các cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 036 786 3991, số đó cũng là số Zalo của em luôn. Rồi em xin phép vô clip luôn. Rồi em vô cây số 1. Cây số 1 là cây tứ quý. Tứ quý trực bắc, chỉ cành đều đầy đủ. Chỉ cành nó to to mà cô chú. Ghép tạo tàn là ok, tàn tròn. Chỉ dám mua sai trực bắc. Nó được mặt, mặt bên đây nó cũng có nhưng mà nó không... Nó đầy đủ, nó cắm xuống. Dạ. Này nè, lót cắm xuống đầy đủ. Chứ ngắt đều, còn đây thì nó giạt nở. Đế thì tương đối là đều chứ, tại nó hơi để cắm thôi chứ nó không có chạc ra. Dạ, nó cắm. Chỗ này giống như cái cục đá cục gì, cái nó ép lại cái rễ nó vô nó không bung ra coi chứ. Coi tôi biết cho lớn. Vì dừa, giá này cây này cũng già cây. Chứ gặp cho nó số. Rồi quanh tại trí này luôn. Rồi em đo tại vị trí này là tính 48 đi. Rồi quanh 48. Dạ. Gần 49 trên kỳ heo 48. Chạc chạc nó xuống là 55. Chạc 55. Dạ. Cũ. Cái cũ của nó là 66. Rồi cũ 66. Đường kính bầu là 60. Thất thần xuống dưới đây là 32. Thất thần từ đó trên cua ghế 32. Chiều cao hết tới bầu luôn. Tổng chiều cao là 103. Rồi giá luôn vậy. Rồi cây số 1 em giao lưu giá 8.500.000. Rồi 8.500.000. Quay vào đế mặt nó đẹp, đẹp thì lót đầy đủ cứ ngắt luôn. Đó, phép lỡ thôi. Tiếp tục qua phôi số 2. Số 2 này nó gót gót nó bút măng luôn. Chỉ cành đầy đủ rồi. Tục túi già già hết trơn, lâu năm nhà vườn chặt. Dạ. Có cái này nó bị cái lỗi đây nè. Nó khoảng 10, 11. Chiều dài khoảng 11. Chiều dài khoảng 11. Nó khoảng 3. Để mình ta cái mình như bích à. Dạ. Để nó ra điều luôn. Điều ra. Cái điều luôn. Để nó giống như sắp vậy. Chỉ cần đầy đủ. Điều tứ diện. Rồi cho nó xuống. Cái này giót giót. Em đo vị trí này đi. Vị trí này là 47. Rồi quanh 47 nó chạc xuống. Dạ nó chạc xuống là 56. Chạc 56 quanh 47.
Thân chuyện tắt gửi tắt. Hay tắt có 15 đường kính bầu, đường kính bầu 54, chiều cao 75. Rồi giá luôn chị. Rồi cây số 2 em giao lưu giá 8 triệu. Rồi 8 triệu cây số 2. Đẹp hơn chứ, chi cành đầy đủ đẹp rồi. Rồi phép mình đổi cái đi. Tiếp tục qua cây số 3. Mới về nhiều quá cô chú. Tư quý luôn nha cô chú anh chị. Ngày này cùng lực luôn, tài đầy đủ luôn, băng luôn. Còn đến nó gom kẹo đi. Đầy đủ kẹo. Này có đầy đủ luôn, này có lót đầy đủ luôn. Ba thằng tam tài đầy đủ luôn. Giờ cho ông số. Cái này nhỏ nhỏ gọn gọn. Nhưng mà con hoạch cũng lớn nữa chứ. Gốc nở. 35 đi, đổi vị trí này 35 đi. Chị heo 35 hoành. Dạ. Chạc chạc ra là nó tới 47, 46. Chạc 46. Cũ. Hảo cái cũ rồi. Hảo cái cũ của nó là 67. Cũ 67. Chiều cao 40. Đường kính bầu 45. Nhỏ gọn đẹp mới chứ. Rồi giá luôn. Rồi cây số 3 em giao lưu giá 2.700.000. Rồi giá mềm vừa chơi luôn. Quanh ba mấy. Giá 2.700 quá mềm. Vừa chơi để đẹp. Chơi đẹp luôn. Chưa gọi phép nổi thôi luôn. Chú quý. Tiếp tục. Mô túi tiếp theo. Số 4. Ôi số 4. Đế dữ lắm, nhỏ nhưng mà nó có đế. Đế nó sổ. Điều hết luôn. Điều ghen luôn, không chống luôn chứ. Được chi cành đầy đủ. Cây này già cây nha. Của chú anh chị em ghép là tạo tàn bao đẹp luôn, đế đẹp luôn. Chứ gọi cho thông số. Gần 27 em tính vị trí này 26 đi. Dạ, quận 26. Chuyện heo. Cũ. Ở vị trí này là 43. Dạ, cũ 43. Cũ nó cô đặt. Dạ. Nồi để đặt luôn. Cái nồi để đặt. 76. Rồi đặt 76. Đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42. Chiều cao 60. Rồi giá luôn chứ. Rồi phôi số 4 em giao lưu giá 2.200.000. Số tắt gửi. Rồi số 4 2.2. Rồi phép mình đổi phôi. Số 5. Một phôi tư quý. Lùng lực luôn. Búp búp. Ú vậy lắm. Ú ú. Để thì ghế bắp bắp bự bự không. Khá là đều không chứ. Dạ. Đều ghen đây, đều ghen. Đây có đầy đủ luôn. Đó. Không nhìn thấy gót đầy đủ nữa chứ. Tắt được tay cành ghép là đầy đủ luôn. Gốc này bự nha. Chọn cho con số. Để khá đẹp nha chứ. Tại nó chạy đều, tuổi to to, chỗ eo luôn. Chỗ cái eo luôn. Cái eo này, vị trí này là 48 đi. 48 hoành. Dạ. Cái này khối, đo, đo chạc. Đo đường kính bầu. Đường kính bầu. Đường kính bầu 54. Tổng chiều cao 40. Cái này bự, to. Hoành 48. Để gạch bắp 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 đều đều hết. Dạ. Cân đối cây cua trước rồi. Rồi giá luôn. Rồi cây số 5 em giao lưu giá 6.500.000. 6.500.000 cây số 5 của thú quý. Rồi phép đổi phôi. Tiếp theo.
số 6. Số 6 nhìn cũng đẹp lắm cô chú ơi, sao mà nó không có duyên hay gì á. Ế. Được giá cho luôn chứ, cái này dạ. Cũng đẹp, đầy đủ đều. Nó không có duyên với cô chú anh chị hay gì. Tạm đều hết chứ. Cái này thuộc cái cổ cổ và cây lưỡi. Nhìn ở ngoài nó đẹp lắm. Chỉ có mặt hẹo này thôi nhưng mà nó cũng liền liền ra da. Xanh cái này không sao. Lên nhựa mạnh. Dạ được rồi, cái anh kia anh chốt rồi đó mà cuối cùng mà điện thoại anh không nghe máy. Form đầy đủ luôn, từ cành đầy đủ luôn. Cô chú nhìn kỹ để lại nữa. Để đặt luôn, đặt sạch luôn. Nhựa rất là mạnh luôn. Kéo nhựa ghê gớm luôn. Dạ. Cô chú nhìn thấy nó kéo ghê gớm luôn. Rồi chỉ cho anh con số thôi. Con túi. Ba mươi chín. Rồi nó chạc xuống. Chạc xuống 49. Chạc 49. Cái nồi đế này coi. Quá trời nó đặt luôn. Đặt luôn. 134. Đặt sạch luôn. Chiều cao nữa coi. Chiều cao 51. Đường kính bầu 58. Cái ghế cũng bự bự bắp bắp to luôn nha. Cái kẹo luôn. Ở trong thì lót đầy đủ. Đây là có đầy đủ luôn. Rồi giá luôn. Rồi cái số 6 giao lưu giá 4.900.000. 4.900.000 cái số 6. Có chú ý. Rồi phép đổi phôi. Rồi đổi phôi. Số 7. Số 7 nhỏ gọn gọn lùng lùng. Để ra cũng kính liều hết chứ. Không chống luôn, sát sát không. Để to to. Đầy đủ luôn. Như sắp luôn. Được chia cành thì đầy đủ luôn, bao đẹp luôn. Mình cũng hai mấy nữa. Mấy gần 30. Rồi chưa cho luôn số. Hơn luôn chứ. 33 luôn. Vị trí này là 33. Hơn 33 luôn. Hơn có chút à. 10 à. Tổng chiều cao là 44. Đường kính bầu 40. Để ghế là ok. To không? Mà đều. Không đáng sưu tầm. Chỉ cần lùng lực đầy đủ luôn. Rồi giá không chị? Rồi cây số 7 em giao lưu giá 2.200.000. Rồi số điện thoại nhắc lại em. Số điện thoại của em là 036 786 3991. Rồi phép mình đổi cây với cô chú nữa. Rồi. Tiếp tục. Rồi túi tiếp theo. Số 8. Số 8. Cây này đế kẹo luôn á cô chú anh chị. Mà nó đế kẹo chỉ cần đầy đủ. Nhỏ nhỏ mà nó kẹo luôn. Cái trái vàng ra. Cái sổ xuống ha. Này gom xuống sổ thôi, củ nhẹ xuống đây là trải đều đó. Trải đều đó. Nô thì sao ghế to lên rồi, kính chưa. Được chi cành. To to, đầy đủ luôn. Sát sát không. Thì giót luôn. Vậy gọi cho hút. Rồi vị trí này đi, vị trí này 33. Rồi quanh tay trí 33. Chạc ở dưới đây là nó 40 á. Chạc 40. Dạ. Cái thân này nó có cái này á. 12 à. Cái thân trên trên đụng cố ghế 12. Tổng chiều cao 75. Đường kính bầu 43. Để đẹp hơn, gom cũ to.
nửa này nó thành khối cũ đều luôn, đặt luôn. Rồi giá luôn. Rồi, cây số 8 em giao lưu giá 2.500.000. Rồi cho giá mềm mềm ha, đẹp, đầy đủ. 2.500.000 cây số 8. Rồi phép lỡ thôi. Tiếp theo số 9. Cái cành cũng có đầy đủ. Rễ cũng đầy đủ. Rễ cũng đầy đủ luôn, đều luôn. Này có cọng rễ treo nên em cắt bỏ. Này là sắp đều đều chứ. Thì cọng rễ đưa qua nó bít cái bầu luôn. Rồi, chỉ cho em một số. Cái này gọn gọn mà để cũng khá đẹp. Vị trí này đây em tính 33. Cái gọn quanh 33. Thước thân 22. Tổng chiều cao 60-65. Đường kính bầu 37. Cây cành đầy đủ to to vừa rét. Rồi giá luôn. Rồi cây số 9 em giao lưu giá 2.300.000. 2.300.000. Rồi số 9 giờ phép nở phôi luôn. Rồi số 10. Số 10 là phôi qua giấy. Rồi giấy này hay cổ luôn. Nhìn nó rất là cổ luôn. Tại nó lũa rất là dữ. Dạ. Nó bị bọng lũa quá trời. Lũa nhưng mà vẫn sống mạnh ok quá chứ. Không sao, không giấy thử coi, già càng già nó càng lũa. Rễ gom đầy đủ luôn. Rễ đây tươi gối không có gì ảnh hưởng. Không có gì chứ. Chỉ một cái phần lũa phần cái thân thôi. Kiểu dáng cổ cổ. Dạ, trước giờ chưa có giao lưu qua giấy nên có gì cô chú anh chị góp ý. Trên đây thì tược nó ra con sắn xanh bình thường thôi chứ, tại nó bị lũa thân thôi. Mấy ra nhánh thì nó tươi, đầy đủ. Chị gọi chị cho em thông số luôn đi. Cái này nhìn thấy rất là đẹp, mình ghép mình chơi tạng. Nhìn cái bộ thân nó đã. Dạ, em đo ở vị trí này đi. Vị trí này là 55. Rồi, hoành đã chí 55. Đâu cái này hả? Cái cũ vị trí nào cũng được. Đó. Hảo hảo chỗ cũ. Hảo hảo chỗ này là 113. Đo được độ sổ từ cái rễ xuống. Từ đây xuống đây. À. Là 36. Sổ là 36. Sổ 36. Đường kính bầu 50 đi. Nu này ngộ. Có cái cục gì đó không biết nữa. Dạ tổng chiều cao là 130. Cái cục này, cái cục gì? Đây nó cũng lên cục nữa. Dạ dạ. Đây nó nu nu, sụt trứng, sụt trứng. Rễ nó to to bự bự chứ. Vẫn tươi, mấy gà tược là vẫn tươi gối à. Dạ. Một chút tâm nữa. Chỗ nào nhé, cái gà tược, cái tược nó là không sao, xanh thì rất là tươi luôn. Rồi giá luôn chứ. Rồi, cái số 10 em giao lưu giá 2.200.000. Rồi, 2.200.000, cái dạ. Số 10 qua giấy. Rồi, rồi đổi phôi qua cây 11. 11 là tứ quý tàng. Cây này em bao ship 200 km nè cô chú anh chị. Tại nó lớn quá. Tứ quý tàng, thành tròn do luôn. Phía trước mình kỹ ha. Cây này cái chiều cao của nó là 3m á, tán ngang đó là 2m8. Tán ngang 2m8, chiều cao 3m. Dạ. Một cốt bên hai thân. Để chạy điều kính lắm. Để nó to bắp hết thân cũng biết. Ngày xưa chồng nhỏ thùng gì vậy, chồng ngay. Để thằng ra đây. Được giá cho luôn của chú, hiện tại cây là lớn. Đế gốc nở cũ. Để điều. Rồi thấy cô chú xem ha. Củ trường to luôn. Cũng nở rất to. Đi dướng chị.
lên tới 4 thân tứ trụ luôn, đầy đủ thôi. Tàn rất là tròn đều chứ, mình ra cái gọng rồi chú xem tròn ổng luôn á, bao đẹp, bao đẹp cái tàn chứ, cành đều tứ diện to to mà khỏi che. Dạ, chị vô cho con số này được giá luôn chứ mà tay chưa dạ. Được giá cái cây lớn phí tiền công chị đó em quá em đo này, nó cắn dưới đó này, đo khúc trên là 2-3 vị trí nha. Dạ em đo ở vị trí này đi, chỗ eo chỗ này vị trí này 53. Đi là 50 có 53 cái chỗ eo á, cái đó là thuốc trên này nè. Dạ ở dưới một, em đo một vị trí đi em đừng cắn. Rồi chỗ này là đúng luôn, vị trí này là 55. Chị cho cô chú xem ha, 55. Dạ rồi thì chạc xuống, chạc xuống đi, chạc xuống là 68. Cái này để rất là to chứ, để nó chạc chạc thì khó đo, để dạ. Sai cái nó ra khác khác liền. Thấp thân nó có 20 à, nở đây nở cái này, cái nồi đế này nó không ai đo được kính bầu cũng được. Dạ đo đường kính bầu đi, đường kính bầu 90 á, cái bầu 90 cái này nhìn ngoài bự dạ. To lắm, xương nhìn ngoài cũng đẹp hơn. Rồi cây tứ quý tàng mình giá cho luôn. Rồi cây tứ quý tàng này là cây số 11, em giao lưu giá 30 triệu. 30 triệu hết chưa? Dạ. Để đẹp, mình lớn, to, phí ship nặng, có chỉ cành đầy đủ, chỉ cành nó cái to. Rồi cô chú mình xem mọi người cái nào hay tiếp chú phụng giúp kênh nhé. Dạ. Rồi cây số 11 này cây cuối clip luôn. Rồi mong cô chú anh chị xem kênh buổi chiều vui vẻ và nhớ ủng hộ em tiếp em. Rồi em cảm ơn. Dạ em chào chị. Rồi, mình chào cô chú anh chị luôn. À, cảm ơn quý cô chú anh chị bỏ thời gian xem. Kính chúc quý cô chú anh chị mình xem clip. Nghĩ cái nào hay tiếp với chỗ nhà vườn. Kính chúc quý cô chú anh chị làm ăn phát đạt trên mọi lĩnh vực. Rồi xin chào quý cô chú anh chị các bạn mình ơi.